Với quy mô 450.000 người theo sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019, Quân đội Nhân dân Việt Nam đang đứng top đầu ở khu vực Đông Nam Á về số lượng binh sĩ thường trực. Tuy nhiên, đó chỉ là tính về mặt con người. Về trang bị vũ khí, hiện Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam được trang bị khoảng 3.000 xe tăng thiết giáp, hơn 3.000 khẩu pháo cối các loại và vô số trang bị tiểu liên, trung liên và đại liên. Hải quân được trang bị hơn 100 tàu xuồng các loại. Không quân được trang bị trên 200 máy bay, trong đó có khoảng gần 100 chiến đấu cơ. Nhìn chung, so sánh về lục quân với khu vực Đông Nam Á, thì Việt Nam xứng đáng đứng ở top đầu số 1 hoặc số 2 mà thôi. Trong khi về hải quân và không quân thì chúng ta có thua về số lượng các trang bị tàu bè, máy bay nếu so với Thái Lan hay Indonesia. Ví dụ, hiện Indonesia được cho là sở hữu lực lượng hải quân hùng mạnh nhất Đông Nam Á với 236 tàu thuyền. Trong đó, số lượng tàu chiến lên tới hơn 100 chiếc, bao gồm cả tàu đổ bộ trực thăng 1 vạn tấn. Hải quân Thái Lan cũng có hơn 200 tàu thuyền. Trong đó, số lượng tàu chiến là hơn 90 chiếc, bao gồm cả tàu sân bay, tàu đổ bộ trực thăng hơn 2 vạn tấn. Hải quân Myanmar có 125 tàu. Về không quân, ở Đông Nam Á thì top đầu phải kể đến là Singapore với 319 máy bay. Đa phần là trang bị mới, hiện đại do Mỹ sản xuất. Nhiều hàng độc mà chỉ Singapore mới có trong khu vực Đông Nam Á. Thái Lan hơn 200 chiếc, trong đó số lượng máy bay chiến đấu là hơn 90 chiếc. Indonesia là 224 chiếc, trong đó có hơn 90 máy bay chiến đấu. Myanmar có 277 máy bay các loại. Do vậy, nếu xét về phẩm chất vũ khí và trang bị, thì Việt Nam đang sở hữu nhiều loại khí tải độc nhất, mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Nếu chúng kết hợp với kinh nghiệm tác chiến không ai bằng của Việt Nam thì sẽ thành cặp song sắt cực kỳ nguy hiểm, khó mà ai sánh bằng. Đầu tiên, về mặt trang bị lục quân, Việt Nam có tổng kho vũ khí trang bị tới hàng trăm kiểu loại xe tăng thiết giáp, súng ống, trong đó có vô số thứ mà chỉ ta mới có. Tuy nhiên, do thời lượng có hạn, chúng tôi chỉ xin điểm qua hai thứ độc và mạnh nhất mà ai nghe tên cũng phải dè chừng. Một, xe tăng T-90. Đầu năm 2019, Việt Nam đã nhận bàn giao toàn bộ 64 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S và SK trị giá 500 triệu đô la từ Liên bang Nga. Đây là hợp đồng mua xe tăng thứ hai trong lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hợp đồng đầu tiên chúng ta mua các xe tăng T-62 vào năm 1978. Với sự kiện này, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á được trang bị xe tăng T-90 hiện đại hàng đầu thế giới. Đồng thời, chúng ta cũng sở hữu dòng xe tăng có khả năng công thủ toàn diện nhất ở khu vực. So với các dòng tăng hiện đại của Indonesia được trang bị Leopard 2A4 của Đức, Singapore được trang bị Leopard 2SG cũng của Đức, Thái Lan được trang bị loại VT4 của Trung Quốc, Myanmar sử dụng T-72M1, Lào sử dụng T-72B1MS. Xe tăng T-90 của Việt Nam được trang bị hệ thống giáp phản ứng nổ thế hệ mới nhất còn tắc 5, kết hợp hệ thống phòng vệ chủ động có khả năng đánh chặn tên lửa chống tăng Stora 1. Trong khi các dòng tăng Đức không có giáp phản ứng nổ, thiếu hệ thống phòng ngự tương đương Stora, dòng VT4 của Trung Quốc thường bị coi là chất lượng kém so với tăng Nga. Về hỏa lực, T-90S và SK được trang bị khẩu pháo nòng trơn 125 ly 2A46M5, kết hợp hệ thống nạp đạn tự động cho tốc độ bắn nhanh từ 8 đến 9 phát trên phút. Trong khi đó, xe tăng Đức thì thợ pháo thủ phải nạp từng viên 120 ly nặng vài chục cân bằng tay. Nạp lúc đầu có thể nhanh, nhưng khi sức khỏe suy giảm thì có lẽ phải mất 1 đến 2 phút mới nạp xong được một viên. Dòng xe tăng PT-91M của Malaysia mua của Ba Lan, vốn được nâng cấp từ T-72 cũng có hệ thống nạp đạn tự động tương đương, nhưng giáp bảo vệ thì thua kém T-90 ở hệ thống phòng ngự chủ động và giáp phản ứng nổ. Nói chung, uy lực của xe tăng T-90S và SK thậm chí có thể sánh ngang với dòng xe tăng mạnh nhất của Trung Quốc hiện nay, TiP-99, cái mà Việt Nam thua Trung Quốc đó là số lượng. 2. Súng chống tăng RPG-29. Một loại vũ khí lục quân thuộc hàng hiếm có trên thế giới mà chỉ có Việt Nam và một số ít quốc gia ngoài Nga sở hữu, đó là súng chống tăng RPG-29, hậu duệ của dòng súng chống tăng RPG-7 hay mà chúng ta thường gọi là súng B-41. Lưu ý là hiện Việt Nam đã tự lực sản xuất thành công dòng súng RPG-29 với tên gọi là SCT-105 để trang bị đại trà. Uy lực của khẩu RPG-29 được đánh giá là có thể tiễn toàn bộ mọi dòng xe tăng hiện đại nhất thế giới gồm cả TiP-99 của Trung Quốc hay M1A3 Abrams của Mỹ vào bãi sắt vụn chỉ với một phát bắn duy nhất. RPG-29 được trang bị đạn chống tăng PG-29V,
lắp phần chiến đấu hai đầu nổ chuyên dùng để xuyên thủng các dòng xe tăng được trang bị giáp tăng cường như giáp phản ứng nổ ERA. Theo thông số của nhà sản xuất, RPG-29 có thể xuyên đến 750mm thép sau ráp ERA. Sức xuyên này đủ sức chọc thủng phần hông tháp pháo hoặc thân xe tăng hiện đại. Trong thực chiến, RPG-29 đã chứng minh được năng lực vô đối của mình. Vào năm 2003 ở Iraq, RPG-29 đã xuyên thủng giáp xe tăng Challenger 2 nổi tiếng bất bại về vỏ giáp của Anh. Năm 2007, cũng tại Iraq, RPG-29 đã xuyên thủng giáp siêu tăng M1 Abrams của Mỹ. Ở chiến trường Syria, khoảng năm 2015 đến 2016 đã xuất hiện video phiến quân dùng RPG-29 xuyên thủng dòng xe tăng T-72 của chính Nga sản xuất. Tuy nhiên, dòng súng chống tăng này cũng có những điểm yếu nhất định, đó là tầm bắn của nó dĩ nhiên là ngắn, hiệu quả chỉ ở mức 500m hoặc 800m nhưng phải có giá lắp và hệ thống ngắm quang học. 3. Tên lửa đạn đạo Scud. Việt Nam hiện cũng là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á sở hữu tên lửa đạn đạo có sức hủy diệt lớn. Năm 1979, Liên Xô với tinh thần tương trợ giúp Việt Nam đối phó Trung Quốc đã cung cấp cho chúng ta hai lữ đoàn tên lửa chiến dịch chiến thuật Scud. Hai lữ đoàn này, một đóng ở Chí Linh, Hải Dương mang phiên hiệu B-90, một đóng ở Bắc Cạn mang phiên hiệu B-80. Tên lửa đạn đạo Scud có tầm bắn khoảng 300km, được trang bị đầu đạn nặng 1 tấn. Ước tính, sức công phá của đầu đạn này đào hố sâu 4m, rộng 12m ở tâm điểm nổ, tạo ra sóng xung kích có thể gây đổ nhà cửa ở bán kính nhiều cây số. Loại này có thể mang được đầu đạn hạt nhân 70 kiloton. Lưu ý là quả bom nổ ở Hiroshima chỉ có đương lượng nổ 13 kiloton. Tên lửa Scud được đặt trên bệ phóng di động 9P117, có thể di chuyển với tốc độ tối đa là 55 km/h, giữ sự xăng đầu đủ để chạy 650 km. Nhờ ưu điểm này, tên lửa có thể ẩn nấp tránh sự theo dõi của đối phương bằng vệ tinh, rồi bất thình lình phóng đạn từ địa điểm không cần chuẩn bị, tiêu diệt mục tiêu bằng đầu đạn hạng nặng. Đáng lưu tâm, có nguồn tin cho rằng hiện Việt Nam đã tăng tầm thành công tên lửa Scud lên 500 km, nhưng phải giảm đầu đạn xuống còn nửa tấn. Ngoài ra, Việt Nam thông qua chương trình đổi gạo lấy vũ khí đã nhập số lượng nhỏ tên lửa đạn đạo hỏa tinh 6 của Triều Tiên có tầm bắn khoảng 500 cây số. Bên cạnh lục quân, Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng là lực lượng sở hữu nhiều loại vũ khí độc nhất ở khu vực Đông Nam Á. Có những loại chỉ trang bị hạn chế cho 2-3 quốc gia ngoài nước Nga, mà Việt Nam lại có tên trong đó. Ở vị trí thứ tư top vũ khí Việt Nam đó là tên lửa hành trình chống hạm P-35B, được trang bị cho tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển 4K-44 Redoute. Hiện nay, ngoài Nga, chỉ có Việt Nam, Angola và Syria là sở hữu cặp song sát đặc biệt nguy hiểm này. Tổ hợp 4K-44 Redoute được thiết kế để tiêu diệt các loại tàu chiến cỡ lớn, cỡ ly xa bằng tên lửa hành trình chống hạm P-35B, có trọng lượng phóng đến 5 tấn. Loại tên lửa này được lắp đầu đạn thuốc nổ nặng từ 800 đến 1.000 kg TNT, đem lại sức công phá khủng khiếp, thừa sức đánh chìm chiến hạm cỡ lớn trên 7.000 tấn và có thể đánh chìm cả tàu sân bay ở cự ly tối đa đến 500 cây số, tốc độ hành trình siêu âm Mach 1.4. Đặc biệt, phương án tác chiến của tên lửa giống như kiểu bầy sói săn mồi, người ta sẽ phóng từ 3 đến 4 quả cùng lúc. Một trong số đó sẽ bay cao hơn và làm nhiệm vụ dẫn đường cho nhóm đạn còn lại, đồng loạt tấn công nhóm tác chiến tàu địch hoặc cùng vào một tàu lớn. 5. Tên lửa K-300P Bassenp. Ngoài P-35B, Việt Nam hiện là một trong hai quốc gia ngoài Liên bang Nga được trang bị tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bassenp, được nhập khẩu vào năm 2011 với chi phí lên tới 150 triệu USD một hệ thống. Việt Nam được cho là đã mua hai tổ hợp với giá 300 triệu đô. K-300P có khả năng tiêu diệt mục tiêu cách xa 300 cây số, tiêu diệt các loại tàu khu trục tuần dương và các tàu tên lửa, tàu tuần tra và cả tàu sân bay cũng như tàu cao tốc có tốc độ cao, chỉ bằng một phát bắn sử dụng tên lửa chống tàu siêu thanh P-800 nhà khỏi. P-800 đạt tầm bắn 120-300 cây số, với tốc độ bay siêu âm Mach 2.6, trang bị đầu đạn radar tự dẫn đường, tự tìm mục tiêu và tấn công không cần chỉ huy đất liền ra lệnh. Với tốc độ bay siêu âm, P-800 chỉ cho tàu địch vài chục giây để phản ứng, quá ít để có thể làm gì đó để ngăn cản. 6. Tàu tên lửa mò nhà. Về trang bị tàu chiến, tuy Việt Nam hiện đang thiếu các tàu cỡ lớn trên 2.000 tấn so với các nước Đông Nam Á, nhưng về tàu cỡ nhỏ phù hợp với lối đánh du kích trên biển, bắn xong chạy, tác chiến kiểu phi đối xứng thì Việt Nam đang sở hữu dàn tàu chất lượng nhất ở khu vực. Hiện, Việt Nam có trong biên chế 8 tàu tên lửa tấn công chớp nhoáng đề án 12418 Monia.
Hiện trong khu vực cũng không có loại tàu cỡ 500 tấn nào tương đương Monia về mặt sức mạnh. Monia được trang bị đến 16 tên lửa hành trình chống hạm KH-35 Urania. Số lượng tên lửa chống hạm của Monia là nhiều nhất ở khu vực trên một tàu chiến. Hầu như các chiến hạm hiện nay chỉ mang tối đa từ 8 hoặc 12 quả. Tên lửa KH-35 Urania nổi bật với kích thước nhỏ, có thể tàng hình trên mặt biển nhờ bay ở độ cao siêu thấp, từ 5 đến 10 mét cách mặt biển. Diện tích phản xạ sóng radar rất nhỏ. Dù đầu đạn chỉ có hơn 100 cân, nhưng KH-35 Uran được đánh giá là có thể khiến một tàu chiến 5.000 tấn phải về xưởng sửa chữa dài ngày nếu trúng đạn. Dù cho tầm bắn chỉ 130 km, tuy nhiên nếu đối phương để cho 6 đến 8 tàu Monia vào cự ly bắn hiệu quả thì chỉ có nước chờ chết. 8 tàu phóng đồng loạt 16 quả thì tổng số lượng có thể lên tới 128 quả, thừa sức tiêu diệt cả nhóm tàu sân bay tác chiến. Chưa kể mỗi đạn được trang bị radar chủ động tự phát hiện tấn công mục tiêu, trong khi tàu phóng có thể ung dung quay đầu rút lui về vị trí an toàn. 7. Tàu ngầm Kilo 636 và tên lửa hành trình Caliber NK. Tiếp theo là cặp song sát của tàu ngầm Kilo 636 và tên lửa Caliber NK. Hiện, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sở hữu tàu ngầm Kilo 636, được mệnh danh là hố đen đại dương vì khả năng hoạt động êm ái, khó bị phát hiện. Lưu ý là Myanmar cũng sở hữu ít nhất một chiếc Kilo mua lại của Ấn Độ, nhưng là phiên bản 877 lạc hậu hơn, trong khi 636 là kiểu mới hơn. Tàu ngầm Kilo 636 được Việt Nam mua cùng với hệ thống tên lửa hành trình tấn công đa năng Caliber NK, hay còn có tên gọi khác là Club S. Với hệ thống này, tàu ngầm có thể tấn công tiêu diệt mục tiêu ở mặt nước với tầm bắn tới 220 km. Quả đạn có tên là 3M54E sẽ bay với vận tốc siêu âm Mach 2.5, hoặc tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương, các căn cứ trên hải đảo bằng đạn tên lửa hành trình 3M14E có tầm bắn cực đại 300 cây. Trong khi các tàu ngầm của Indonesia, Singapore chỉ có thể bắn tên lửa hành trình UGM-84 Harpoon của Mỹ có tầm bắn 130 cây và chỉ dùng để chống tàu mặt nước. Ngoài ra, trên tàu ngầm Kilo của Việt Nam có thể cũng được trang bị siêu ngư lô nhanh nhất thế giới VA-111 do Liên Xô sản xuất. Loại ngư lô có tốc độ 200 hải lý tức là 370 km/h so với ngư lô truyền thống chỉ bơi nhanh đến 50 hải lý một giờ. Hầu như không thể đánh chặn bằng bất cứ vũ khí nào. Điểm yếu duy nhất của chúng là tầm bắn ngắn, chỉ từ 7 đến 15 km. Tuy nhiên, nếu kết hợp với tàu ngầm Kilo thì không có gì sánh bằng sức mạnh này. 8. Tên lửa phòng không S-300. Cuối cùng, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á được trang bị hệ thống tên lửa phòng không chiến lược S-300 PMU-1 do Nga sản xuất. Năm 2005, Việt Nam đã ký hợp đồng trị giá khoảng 300 triệu USD mua 2 tiểu đoàn S-300 được trang bị cho 2 trung đoàn thuộc 2 sư đoàn phòng không chủ lực bảo vệ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. S-300 PMU-1 có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, bao gồm cả tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình như kiểu Tomahawk ở cự ly bắn từ 5 đến 150 km, độ cao đánh chặn từ 10m tới 27 km. Một tiểu đoàn 12 xe phóng, mỗi xe lắp 4 đạn tên lửa có thể tiêu diệt đồng thời 6 mục tiêu. Đáng chú ý, hiện đang có thông tin Việt Nam đã nâng cấp lên S-300 PMU-2 có tầm tác chiến tăng lên 200 cây số, có thể đánh chặn đồng thời 36 mục tiêu cùng lúc. Toàn bộ hệ thống được cơ giới hóa trên khung gầm xe tải hạng nặng 8/8 bánh nên có khả năng cơ động cực cao, triển khai chiến đấu không cần chuẩn bị. Có thể nói, với việc được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại thuộc top đầu khu vực, chúng ta hãy yên tâm rằng quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay vẫn đủ khả năng đối đầu với bất cứ cường quốc nào. Tất nhiên, Việt Nam đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh, chịu nhiều đau thương, chúng ta không mong muốn phải bước vào một cuộc chiến tàn khốc nào nữa. Đảng và nhà nước chúng ta không mong muốn người dân phải chịu khổ sở thêm vì chiến tranh. Tuy nhiên, nếu phải bắt buộc, không thể tránh khỏi, quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng hô sung phong, quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh.